Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 30 tháng 3, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp đạt 55% kế hoạch. Nhiều hộ dân ở huyện Yên Mỹ phát triển kinh tế từ tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 8 tuyến đường đã được cắm mốc quy hoạch. Khuyến cáo điều trị khi trẻ mắc COVID-19. Gặp gỡ anh hùng lực lượng vũ trang Hưng Yên Trương Thị Tám và Vũ Đức Chính. Xử lý rác thải thành phân hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026 định hướng đến năm 2030. Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả bước đầu thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian tới, các ủy chính quyền các cấp ở thị xã Mỹ Hào tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tăng nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong quý 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 55% kế hoạch cả năm. Các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 276 ha, đạt 55% kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2022. Trong đó, khu công nghiệp Minh Quang giải phóng mặt bằng được 116 ha, khu công nghiệp Sạch 143 ha, khu công nghiệp Finastera 32 ha. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 29 ha, đạt 24% kế hoạch. Trong quý 1 năm 2022, đã tiếp nhận được 3 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 345 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 112 triệu đô la Mỹ và trên 400 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong quý 1 năm 2022 là khoảng 145 triệu đô la Mỹ, đạt 32% kế hoạch. Thời gian qua, nhiều hộ dân của huyện Yên Mỹ sau khi nhận đất để thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp của tỉnh đã sử dụng số tiền đền bù hỗ trợ thu hồi đất đã chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Năm 2015, với hơn 200 triệu đồng tiền đền bù vào hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để phát triển công nghiệp, vợ chồng bà Vũ Thị Toan, thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ đã xây dựng 14 phòng trọ khang trang sạch sẽ. Mỗi phòng cho thuê với giá 1 triệu đồng, cùng với thu nhập từ công việc giao hàng, trung bình một tháng, hai vợ chồng bà có thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Nguồn vốn từ tiền đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng giúp gia đình bà Toan thoát nghèo, phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con cái. Trồng cây thì chuột bọ nó ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Lúc ấy làm thì chỉ cần đủ ăn thôi. Từ ngày gia đình tôi phát triển như thế này thì tôi cảm thấy là yên tâm, có nguồn thu nhập ổn định, với các em ăn học thành đạt. Cũng như bà Toan, năm 2020, gia đình bà Trương Thị Đào, thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng nhận được khoảng 200 triệu đồng từ tiền hỗ trợ và đền bù khi nhà nước thu hồi đất để phát triển công nghiệp. Phần lớn số tiền được bà Đào đầu tư cho con mua xe ô tô chở hàng. Số còn lại dành để mở rộng quy mô cửa hàng tạp hóa của gia đình. Sau 2 năm, con trai bà Đào đã trở thành đại lý lớn cung cấp hàng cho các tiệm tạp hóa trong và ngoài huyện. Cửa hàng của gia đình cũng phát triển hơn, cho thu nhập từ 8 triệu đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình cũng mở thêm được một chút. Mình nhập nhiều hàng hơn thì các loại hàng khác lại kéo lên thì là nó cũng được lãi hơn, được suất thì cao hơn. Thu nhập thì nó vẫn hơn trồng lúa. Thu hồi đất để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là xu thế tất yếu trong bối cảnh huyện Yên Mỹ đang phấn đấu trở thành huyện công nghiệp. Với sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, sự nỗ lực của chính bản thân các hộ dân trong việc sử dụng nguồn vốn hợp lý đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề lao động, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên, trong 4 năm qua trên địa bàn tỉnh đã có 8 tuyến đường được phê duyệt hồ sơ, quy hoạch chi tiết và cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa. Trong đó có tuyến đường vành đai 3,5, đường nối vành đai 5, đường 379, đường vành đai 4, các nút giao chính trên tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đường 387, 382B, đường 377. Mục tiêu quy hoạch nhằm phát huy khai thác hiệu quả các tuyến đường với việc hình thành và phát triển mạng lưới giao thông, việc quy hoạch và cắm cọc mốc giới chi tiết trên thực địa để bảo đảm việc thực hiện quản lý quy hoạch sát thực, thống nhất quản lý quỹ đất trên toàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ trong quản lý sử dụng đất với các quy hoạch và thu hút dự án đầu tư vào địa bàn. Các điểm GPS được cung cấp từ Trung tâm Thông tin Dữ liệu Đo đạc và Bản đồ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Khoảng cách các cọc mốc cắm ngoài thực địa từ 30 đến 300 mét tùy thuộc vào địa hình, đảm bảo về ranh giới và cao độ. Các mốc này sẽ được giao cho các địa phương từ huyện đến xã có tuyến đường đi qua để quản lý sử dụng đất theo quy hoạch và không để công trình xây dựng vi phạm quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh Hưng Yên có 48 người con vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, xin giới thiệu đôi nét về tấm gương hai anh hùng lực lượng vũ trang hiện đang sinh sống tại quê hương Hưng Yên. Dù đã ở tuổi 90, nhưng tinh thần nữ anh hùng lực lượng vũ trang Trương Thị Tám ở xã Đông Kết, huyện Khoai Châu vẫn nhiệt huyết, mạnh mẽ, dứt khoát và quyết đoán như ngày nào. Không nhớ hết chi tiết 70 trận đánh lớn nhỏ mà bà cùng đội du kích Hoàng Ngân tham gia trực tiếp và phục vụ chiến đấu, nhưng trận dùng đòn gánh đánh bốt Phương Chủ ở xã Tứ Dân vào tháng 6 năm 1953 thì có lẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí người nữ anh hùng. Mà đánh đây là phải có sự chỉ đạo của huyện ấy, mới của tỉnh đội. Mà các anh ấy chỉ đạo sát sao đấy. Thời gian ấy ông chức là huyện trưởng thì các anh ấy cho thêm hai đồng chí bộ đội nữa là đi hỗ trợ đằng sau, cũng giả là nữa, mặc quần áo nữa để cầm hai khẩu tiểu liên. Thế hình thức của chúng tôi đi là toàn bộ là gánh rau muống và gánh chuối mới đi được đây không thôi. Thế là cái len len nó bắt đầu đi dần dần lên cái vọng gác mà nó có trung liên ấy. Thì là khi đó là bắt đầu đến giờ thì là tôi không xung phong. Thì ba chị em tập trung đánh cái thằng mà thằng chết ngay. Đánh thì theo cái hình thức thế này các ông chí ạ, phải nghiêng đằng kính đi đánh vào đầu nó thì mới được. Như đánh bình thường kia thì không chết được. Thế sau khi tôi đánh cái thằng ấy xong thì tôi tiếp tục tôi đánh thằng thứ hai thì thằng kia bị thương. Thì lúc bấy giờ nó sợ quá thì nó chạy hết luôn. Thì nó vứt lại khẩu súng, mình thu nó khẩu súng của nó, lấy nó một hộp đạn. Sau trận đánh này, bà Tám cùng đội nữ du kích Hoàng Ngân và các lực lượng khác tiếp tục tham gia đánh nhiều trận đồn bốt khác như bốt Vân Trì, bốt Đào Viên, bốt Từ Hồ. Và huyền thoại về nữ du kích Hưng Yên dùng đòn gánh đánh Tây cũng bắt đầu từ đây. Còn với thiếu tá anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Đức Chính ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, nguyên là kỹ thuật viên quân chủng phòng không không quân, dù không trực tiếp tiêu diệt kẻ thù, nhưng bằng trí tuệ thông minh cùng với kiến thức đã học kết hợp với kinh nghiệm thực tế, ông đã nghiên cứu cải tiến thành công máy thu tín hiệu từ radar, chống được tín hiệu gây nhiễu, giúp phát hiện mục tiêu máy bay từ xa hơn. Thành công trên đã góp phần quan trọng trong chiến thắng chiến dịch B-52 bắn phá miền Bắc năm 1972. Với thành tích đặc biệt này, năm 1978, ông là một trong ba anh hùng của binh chủng radar và vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Ở địa phương thời kỳ đó là có bà Bùi Thị Cúc chiến đấu dũng cảm, thì tôi phát huy cái truyền thống đó. Rút kinh nghiệm là tôi học được, tôi sửa chữa được tất cả các loại máy ở trong đơn vị. Thế là cùng với các thổ này khác, tôi rút kinh nghiệm ra xong rồi điều chỉnh nút mút các thứ này khác, là phát hiện được máy bay của nó 380, 400 cây, 420, bình thường là 180 cây. 48 anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh Hưng Yên nay người còn, người đã đi xa, nhưng bản lĩnh trí tuệ, tinh thần cách mạng, ý chí dũng cảm, kiên cường của họ sẽ vẫn mãi là bản hùng ca bất diệt, mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập noi theo.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, vừa qua đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đi thăm và tặng quà của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup cho thương binh bệnh binh nặng trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã trao quà cho thương binh Vũ Thế Truyền, sinh năm 1950 ở đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam. Lương Hồng Quảng, sinh năm 1949 ở đường Đông Thành, phường Lê Lợi, và ông Lê Văn Tuân, sinh năm 1951 ở khu phố An Dương, phường An Tảo. Dịp này, có 7 thương bệnh binh được tặng quà trị giá mỗi suất quà 15 triệu đồng tiền mặt. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã cống hiến, không tiếc hy sinh xương máu, chiến đấu giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm tổ chức trao tặng 12 tấn gạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 601 hộ nghèo với hơn 1.400 nhân khẩu trên địa bàn huyện Văn Lâm. Mỗi khẩu được nhận 8 kg gạo. Việc hỗ trợ gạo là tấm lòng của Đại tướng đối với người nghèo, với mong muốn chia sẻ giảm bớt khó khăn phần nào, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Hưng Yên chung tay xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 30 tháng 3, hàng trăm đoàn viên thanh niên ngành công thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cùng đoàn viên thanh niên các xã Phùng Hưng, Đại Tập, Hồng Tiến đã ra quân trồng cây xanh. Dịp này, đoàn viên thanh niên các đơn vị nói trên đã tổ chức trồng 1.000 cây xanh tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, các trường học. Cùng với việc trồng cây xanh, các cấp bộ đoàn còn phát động đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh dọc tại các khu vực công cộng, các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực trồng cây. Hoạt động thiết thực này đã góp phần tích cực vào việc chung tay xây dựng một môi trường nông thôn trong lành, giảm thiểu đáng kể ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới văn minh, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nước thải, chất thải sinh hoạt và chăn nuôi là một trong những nguồn gây ô nhiễm ở nhiều nơi. Trước tình trạng này, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Tân Hưng Phát ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào đầu tư hệ thống xử lý nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm, đồng thời tạo ra nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nguyên liệu là nước thải, chất thải sinh hoạt được hút từ các bể phốt, bể chứa của doanh nghiệp, khu chăn nuôi đưa vào bể chứa. Sau khi được xử lý tách rác chuyển tới bể kỵ khí tạo ra phản ứng thủy phân, chuyển hóa các chất thải phức tạp và các chất không tan thành các chất đơn giản hay các chất thải hòa tan và được chuyển đến bể lắng bùn, sang hệ thống xử lý vi sinh bao gồm bể điều hòa, bể vi sinh, bể khử trùng. Phần bùn sẽ được đưa ra ngoài ủ, đảo trộn, phơi hoặc ép tạo thành bùn vi sinh. Kết quả thử nghiệm của Trung tâm Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Đo lường cho kết quả nước sau xử lý đạt cột A, đủ điều kiện thải ra ngoài môi trường. Đối với bùn thải hỗn hợp, không phát hiện tồn dư các chất độc hại dùng để bón cho cây trồng, cải tạo giúp đất tơi xốp. Tôi đã phối hợp vài năm nay rồi, chi phí và giá cả đối với khách hàng thì chúng tôi thấy rất là hợp lý. Cụ thể giá của chúng tôi bây giờ đang xử lý ở đấy là 200.000 một mét khối. So với lại cái chúng tôi mà để đầu tư thì chi phí nhiều lắm. Toàn bộ số bùn hữu cơ từ khi xử lý, đơn vị này đều đã hỗ trợ cho các hộ nông dân dùng để bón cho cây trồng thông qua hội nông dân tỉnh. Hiệu quả bước đầu được các hộ đánh giá khá khả quan. Tôi đã dùng phân bón này được gần 2 năm rồi. So với phân chuồng khác của vịt, của gà hay của lợn, của phân bò thì tôi thấy tốt hơn rất nhiều. Hiện tại chúng tôi chỉ dùng cho những cây hoa, cây cảnh, cây phát triển rất tốt, cân đối. Được biết công suất của công ty tối đa xử lý được 150 mét khối. Tuy nhiên hiện mỗi ngày mới xử lý khoảng 20 mét khối, tương đương với 20 tấn nước, chất thải của 20 doanh nghiệp trên địa bàn. Sở dĩ sản lượng còn thấp là do công ty mới hoạt động thử nghiệm, hơn nữa chưa bố trí được bãi ủ phân. Kế hoạch tiếp theo của doanh nghiệp là tái sử dụng đường vi sinh làm sao để hiệu quả nhất, kết hợp với cả các viện hàn lâm đầu tư thêm như là cái hệ thống lò sấy để giảm cái độ ẩm của cái phân. Cái hai nữa là thêm một số cái chế phẩm ra cái lượng phân đấy thì nó có thể sử dụng được cả cây dưới nước. Giảm được ô nhiễm môi trường, tạo ra phân bón hữu cơ, mô hình xử lý đạt mục tiêu kép hiệu quả này rất cần được tham khảo, nhân rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn và khu công nghiệp.
vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập 3 hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 sẽ được thực hiện trong năm học 2022-2023. Theo đó, có 11 hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 3, 12 hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 7, 16 hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 10 theo môn học. Mỗi hội đồng gồm một chủ tịch hội đồng, một phó chủ tịch, một thư ký và 12 giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi ở các huyện, thị xã, thành phố. Sách được lựa chọn phải đáp ứng 2 tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy và học của cơ sở giáo dục. Đồng thời phải đạt 1/2 số phiếu đồng ý. Trường hợp môn học không có sách giáo khoa nào đạt trên 1/2 số phiếu, hội đồng tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu lại cho đến khi có ít nhất một sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu. Hội đồng chọn sách giáo khoa phải đảm bảo công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông. Những ngày này, số cán bộ, giáo viên, học sinh mắc COVID-19 tại Hưng Yên liên tục giảm. Toàn tỉnh có khoảng 70% học sinh tới trường học trực tiếp. Đến nay, công tác phòng chống dịch tại các trường học đã đi vào nền nếp, đảm bảo yêu cầu của ngành y tế và ngành giáo dục. Số cán bộ giáo viên, học sinh mắc COVID-19 liên tục giảm, số học sinh đi học trực tiếp tăng lên nhiều. Toàn tỉnh hiện có gần 206.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp tới trường học trực tiếp, đạt khoảng 70%. Số còn lại, học trực tuyến, nằm ở các địa phương có nguy cơ cao và học sinh mắc COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động bình tĩnh xử lý các tình huống F0 trong trường học theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch của các cấp. Đồng thời, linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo từng tuần, từng ngày, bảo đảm quyền lợi học tập cho tất cả các học sinh, nhất là học sinh là F0, F1 đang thực hiện cách ly y tế. Thưa quý vị và các bạn, ho, đau họng, mỏi người là một trong những triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân bị mắc COVID-19 nói chung và trẻ em nói riêng. Vậy khi mắc phải triệu chứng này, có nên cho trẻ uống thuốc kháng sinh? Đây là câu hỏi đang được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn tham khảo ý kiến của Thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa Bệnh viện Phổi Mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ có những khuyến cáo điều trị. Triệu chứng đau họng, ho sốt là của virus SARS-CoV-2. Mà virus thì chúng ta thấy là không nhạy cảm với kháng sinh. Có uống kháng sinh hay không? Nếu cháu được chăm sóc tại nhà, có trong một số trường hợp như sau. Cái thứ nhất là chúng ta theo dõi cái chất tiết mà cháu ho ấy. Nếu nó vàng, nó xanh, nó nhầy là đánh giá là có thể kèm theo nhiễm vi khuẩn vào. Thì khi đó chúng ta có thể dùng kháng sinh. Thì dùng kháng sinh thông thường thôi. Mình đang dùng amoxicillin, rồi là những kháng sinh rất là nhẹ thôi. Còn nếu chỉ ho khô thôi, ho khan như là nhiễm như là COVID thông thường thì chúng ta không phải dùng kháng sinh. Và chúng ta sử dụng bằng cách chăm sóc thông thường, vệ sinh mũi họng là tốt, đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao cái sức đề kháng lên. Thì khi mà trong vòng độ khoảng 3-4 ngày là giai đoạn mà cơ thể bắt đầu sẵn sàng rồi, sinh được kháng thể, sinh được cái sức chống đỡ để chống lại bằng cách tự nhiên của cơ thể. Trong vòng độ khoảng 5 ngày là cháu nó khỏi. Như vậy, để điều trị các triệu chứng đau họng, ho, đau mỏi người cho trẻ bị mắc COVID-19, các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao các biểu hiện của trẻ để có những hướng điều trị tích cực, tránh lạm dụng dùng thuốc kháng sinh khi chưa cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số Hưng Yên TV Go, Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Sau cuộc đàm phán được ghi nhận là có kết quả thực chất giữa Nga và Ukraine, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng vũ trang của nước này sẽ giảm đáng kể hoạt động quân sự gần thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv.
Theo giới chức Nga, quyết định giảm hoạt động quân sự ở gần Kiev và Chernihiv được đưa ra do các cuộc đàm phán để chuẩn bị cho một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang bước vào giai đoạn thực chất. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, thông báo năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị suy giảm đáng kể. Theo ông Shoigu, hiện tại quân đội Nga có thể tập trung vào việc đạt được mục tiêu chính của chiến dịch quân sự tại Ukraine là giải phóng khu vực Donbass. Trong đêm 29 tháng 3, hàng loạt các vụ xả súng xảy ra tại Israel khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo đó, hai vụ xả súng ở Ramat Gan và một vụ ở Bray Brak, phụ cận thành phố Tel Aviv, khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ và một cảnh sát bị thương trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân thứ 5 đã được đưa đến bệnh viện, song qua đời ngay sau đó do vết thương quá nặng. Trong vòng một tuần qua, đã xảy ra 3 vụ tấn công khủng bố do những phần tử được truyền cảm hứng bởi tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Cảnh sát Israel nhận định có khả năng có hàng trăm người ở Israel có cảm tình với IS và chính quyền Israel đã đặt toàn bộ lực lượng cảnh sát trong tình trạng báo động cao kể từ ngày 28 tháng 3. Ngày 29 tháng 3, Cộng hòa Dân chủ Congo cáo buộc phiến quân M23 tại quốc gia này đã bắn rơi một máy bay trực thăng của Liên Hợp Quốc ở miền Đông, khiến 8 người trên trực thăng thiệt mạng. Theo các lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Congo, có nhất 8 người trên chiếc trực thăng gặp nạn ở khu vực thuộc quyền kiểm soát của các phiến quân M23 trong lúc đang theo dõi các hoạt động di chuyển của dân thường. Trước đó cùng ngày, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo cơ quan này đã mất liên lạc với một chiếc trực thăng đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát vào khoảng buổi trưa ở vùng lãnh thổ Rutshuru thuộc tỉnh Bắc Kivu, phía đông bắc của Congo. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 vừa qua, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc bước vào thời kỳ phong tỏa kéo dài 9 ngày để tiến hành xét nghiệm hàng loạt và ngăn chặn đợt bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, thông báo phong tỏa gấp gáp dẫn tới việc người dân đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ. Bất chấp việc giới chức địa phương tuyên bố sẽ đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân vượt qua đợt phong tỏa, nhiều người vẫn đổ xô đến các siêu thị, khu chợ để tích trữ lương thực. Họ chen lấn, thậm chí xô sát nhau để mua thực phẩm. Các cơ sở này cũng phải kéo dài thời gian để mở cửa phục vụ người dân. Nhiều cửa hàng thực phẩm nhanh chóng trống trơn vì lượng người mua lớn. Trước đó, chính quyền thành phố Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc cũng đã gửi lời xin lỗi tới 8,5 triệu dân vì để tình trạng thiếu thực phẩm xảy ra trong lúc thành phố áp lệnh phong tỏa do COVID-19. Tại Singapore, nước này vừa chính thức bước vào thời kỳ quy định đeo khẩu trang phòng dịch ở không gian ngoài trời được nới lỏng. Theo đó, kể từ ngày 29 tháng 3, người dân Singapore không còn phải bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Giới chức cũng cho biết khoảng cách an toàn khi không đeo khẩu trang là 1 mét và đồng thời yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người tại các khu vực ngoài trời. Tại các địa điểm công cộng ngoài trời, nhiều người dân đã bắt đầu bỏ khẩu trang. Họ đánh giá cao quy định mới và cho biết việc tháo khẩu trang giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong thời tiết nóng ẩm tại Singapore. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người quyết định đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Công viên khảo cổ Pompei của Italia thông báo đã tuyển dụng một robot 4 chân làm nhiệm vụ tuần tra các con phố và đường hầm của thành phố cổ xưa nhằm xua đuổi những kẻ săn trộm cổ vật và phát hiện các vấn đề về hạ tầng. Theo đó, robot bảo vệ có tên là Spot đã bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ tuần tra tại Pompei vào buổi tối hoặc bất cứ thời điểm nào đóng cửa với du khách. Spot còn đảm nhận vai trò điều tra các đường hầm do kẻ săn trộm cổ vật đào, vốn gây ra nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng và thường mang rủi ro để giới chức tiếp cận. Spot sẽ sử dụng camera và cảm biến để thu thập dữ liệu về những công trình khó tiếp cận ở Pompei, thành phố cổ bị chôn vùi dưới tro và đá bọt núi lửa do núi lửa phun trào vào năm 79 sau công nguyên. Chính phủ Mexico quyết định cho thuê chuyên cơ của Tổng thống để các khách thuê có thể tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới sau một thời gian dài giao bán nhưng không ai mua. Thông báo cho biết, chiếc chuyên cơ tổng thống đã sẵn sàng phục vụ cho những người sắp kết hôn và muốn đưa gia đình, bạn bè di chuyển bằng đường hàng không, cũng như dành cho các buổi tiệc sinh nhật, chuyến du lịch của công ty. Lợi nhuận từ việc thuê chuyên cơ sẽ dành cho các khoản phí duy trì và bảo dưỡng. Tổng thống đương nhiệm của Mexico, ông Obrador, người ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng và thường di chuyển bằng các chuyến bay thương mại như người dân. Ông coi chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner là biểu tượng tiêu xài quá độ và tham nhũng của chính quyền tiền nhiệm ở quốc gia có khoảng một nửa dân số sống trong tình trạng nghèo đói. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.